quý vị và các bạn, chúng tôi xin được cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến vụ án bố vợ chém chết con rể. Vụ chở xác con rể đi đầu thú cũng vì thương con mà tù tội. Sáng ngày 15 tháng 11, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Nam, 58 tuổi ở quận Gò Vấp ra xét xử tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Nhiều độc giả nhận định giết người là hành vi phạm tội nghiêm trọng, nhưng cũng mong muốn người cha đáng thương nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tỏ ra đau xót khi nghe bị cáo Nam trình bày ở tòa, bạn đọc Thu Huyền viết: "Ba hy sinh cuộc đời mình để các con sống những ngày yên ổn còn lại. Ba biết việc làm của mình là trái pháp luật. Ba không chịu được khi mỗi ngày đi làm về, các con phải chịu sự hành hạ của người con rể. Ba sẽ làm tất cả vì các con." Trước sự việc cha vợ giết con rể, nhiều bạn đọc cho rằng ông Nam buộc phải hành động như vậy để bảo vệ con gái và gia đình. Một độc giả chia sẻ: "Cũng chỉ là giọt nước tràn ly khi người cha không thể nhẫn nhịn sau nhiều lần chứng kiến con rể sử dụng bạo lực, nói những lời khó nghe với gia đình mình." Nhiều người cho rằng bất kể ai làm cha mẹ đều có tình yêu bao la với con. Khi nhìn thấy cảnh con gái mình thương yêu, nâng niu, chiều chuộng từ lúc lọt lòng đến trưởng thành, lập gia đình, bị chồng hành hung, ai cũng sẽ ra tay can thiệp. Độc giả Lan Anh tâm sự: "Chưa bàn tới chuyện đúng sai, chỉ nhìn vào hành động đã đủ khiến tôi nhận ra rằng người cha trên thật vĩ đại. Nếu không tức nước vỡ bờ, biết đâu nạn nhân lại chính là con gái ông." Nhiều bình luận cho rằng chỉ những ai từng làm cha mẹ mới thấu hiểu nỗi lòng ông Nam. Đôi mắt xa xăm trong phiên xử án cùng những nếp hằn trên khuôn mặt của người đàn ông đang bị xử tội giết người chỉ vì thương con đã khiến biết bao trái tim độc giả rung động. Thành viên Thu Hương dẫn chứng: "Ông Nam đã nhiều lần nhẫn nhịn, thậm chí còn quỳ xuống van xin, nhưng anh con rể vẫn đánh đập, chửi bới con gái ông. Vì thương con, trong lúc nóng giận tột độ mới có cách giải quyết không suy nghĩ như thế." Theo bạn đọc này, hành động của ông Nam xét về pháp luật và xã hội là sai, nhưng đứng dưới góc độ tình cảm, người cha rất đáng thương bởi ông chỉ muốn để bảo vệ đứa con gái và gia đình mình. Thậm chí độc giả Đinh Thắng, Quốc Anh hay Minh An cho rằng hành xử của người đàn ông trong trường hợp này hợp lý bởi một người cha không thể đứng yên nhìn con gái mình bị đánh đập, chửi rủa. Với mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù mà Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị dành cho ông Nam trong buổi xét xử ngày 15 tháng 11, nhiều độc giả cho rằng cách xử lý vi phạm của hội đồng xét xử là rất hợp lý, hợp tình. Một bạn đọc đã chia sẻ như sau: "Thương chú lắm, mong chú giữ gìn sức khỏe, nghiêm túc chấp hành án để sớm đoàn tụ về với gia đình." Nhiều bạn đọc cũng nhận định hành động giết người là sai nên cũng cần có những hình thức xử lý thỏa đáng. Bên cạnh đó là hình thức nương nhẹ cho hành động của ông Nam trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Thành viên Lê Hoa chia sẻ: "Câu chuyện của người cha này thật sự làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tình yêu thương của bố mẹ dành cho con thật cao cả. Nếu tôi rơi vào trường hợp như vậy, tôi không biết sẽ làm gì để bảo vệ gia đình." Song bên cạnh sự thương cảm dành cho hành động nhất thời của người đàn ông xa thành, nhiều độc giả cũng bày tỏ mong muốn chính quyền cần sâu sát hơn trong công tác quản lý các hộ dân. Với nhiều độc giả, dẫu kết cục bi đát nhưng vụ việc này đã để lại bài học lớn lao cho những người thường xuyên sử dụng bạo lực trong các mối quan hệ của gia đình. Đây cũng là dấu hỏi lớn cho các cơ quan chức năng địa phương ở đâu khi nạn nhân bị bạo hành. Bạn đọc Nguyên Anh đưa ra suy nghĩ của mình: "Sự việc này một phần cũng do lỗi của chính quyền địa phương khi biết có tình trạng bạo lực gia đình mà không giải quyết triệt để." Khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 5, ông Nguyễn Văn Nam, 58 tuổi ở quận Gò Vấp, TP.HCM, dùng dao chém chết con rể với lý do nạn nhân từ nhiều lần tới nhà ông chửi bới và đánh vợ, tức là con gái ông Nam, hăm dọa giết cả nhà ông. Gây án xong, người đàn ông này chở thi thể nạn nhân tới cơ quan công an đầu thú. Sáng ngày 15 tháng 11, Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa bị cáo Nam ra xét xử tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Sau khi đọc bản luận tội, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam với bị cáo Nam. Tuy nhiên, do còn nhiều yếu tố cần xác minh, kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại với lý do có dấu hiệu phạm tội khác nghiêm trọng hơn.